Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ tiếp đoạn tiếp đoạn quân ca tập trung dân tạo nên tập trung dân mà tập trung dân vô sân của ca chúng ta làm xuống là tập trai ca là cảm ca được quốc quân tổ quân là ca làm quân tờ nâng quân ca tập trung dân tổ nào nhất quân tổ quân hạt chúng ta hay và quân tổ quân là quân ta ca cục cho đấy việc đất hoàn thiện và năng lực con đây tham quan được các đặc cách của những các con đầu tiên và làm việc kiểm tra các quan đấy hoặc khi cao số hàng kiếp cái bức chất của họ cũng có rất nhiều thứ sẽ được bắt đầu được đặt từ đầu tiên kiểm tra cái đấy và để tham gia là tham gia là biết là bây kiếm các tiêu xa ăn hoàn kiếm tham và quan ở chút và đạp quan ở xa đây thì là hơi hai chút chết kia đừng lên đây là ta ra các đừng lên đừng lắc đừng lên chắc kiếm ca thôi cái là bắt quân kia đó cơ và ta ca đừng tìm mày mùi hơi chút chết thay để dân phớ mình là bệnh mày đi còn cái quân thì đâu cao bằng nó là bị quá được trần trẻ hai ôi hai là kiếp này bị bắt thì thằng bắt đó là coi kia rồi kiếp là bắt thì chưa thắm kia là bắt bắt rồi kia thứ hai là làm thì sẵn lo kia kia cũng rớt hai kia kia cũng rớt là người quốc đã thì biết hả các mặt ngon là tham một cái tình viên đẹp đáng xa ta sẽ cả nét chúng ta dân là khi mà ca thì ca quá càng mắt một đường đường đông chán ca bên tờ lọc ở bên đây là ca cần sản phút của bọn nạp bạn ở dân ca đi muối hai cảm ca tham một cái dương tình viên chung là tham ca đến tác biệt và bao nhiêu cũng nhất để ba năm trong cái la đấy là cho họ công tác chủ động hạ thấy đường nghiêm cam chung là cam cam cho họ là bây giờ cơ sở bên này của đường luôn liên quan đến đường kia là ca thì họ đã làm được nét vừa là biên cái biết kia là được nét thấy trong lịch còn cái bên của một cá sư từ địa sản của đội viên đại diện của bộ ấy đưa qua đây là trong bản tuyên dương là nó sẽ đây còn trên địa sản sư và mọi người trên đỉnh núi cái nhất nghiệp con có thể xác bởi những người của nó trong số tiền đó là kinh sản phẩm ca chuyên sách tại đây có phần hai đồng bằng loài cá hay là đồng bằng